Bay cao bằng hai cánh là hình ảnh ví von thường dùng cho những đội bóng dùng chim ưng làm biểu tượng cho câu lạc bộ. Nhưng trong trường hợp của Arsenal vừa đánh bại Brentford 2-1 vừa qua, chúng mình có thể ưỡn ngực tuyên bố pháo thủ đã bay cao bằng hai cánh. Đó không phải là hình ảnh ví von gì hết, mà đây là thực tế. Vì nhờ hai cầu thủ chạy cánh cùng ghi bàn, nên đội bóng của chúng ta đã có thêm 3 điểm để tiếp sức vào cuộc đua trở lại top 4. Đồng thời chiến thắng này cũng là màn trả thù ngọt ngào trong trận khai mạc. Hồi đầu mùa, Brentford trong trận đấu dự giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên sau 74 năm, bất ngờ hạ các pháo thủ với tỷ số 2-0. Thất bại đó đã khiến Arsenal bị báo chí Anh vùi dập tơi bời, mở đầu cho chuỗi 3 trận toàn thua, khiến niềm tin vào triều đại giữa thầy Mikel Arteta có lúc thực sự bị nghi ngờ. Nhưng giờ thì niềm tin đã trở lại, hy vọng vào tương lai tươi sáng với Arsenal đã trở lại, và mục tiêu trở lại top 4 đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Trước khi phân tích chiến thắng nhờ đôi cánh bay cao của thầy trò Arteta, các anh em pháo thủ đang có mặt trong góc Arsenal, hãy nhớ like video và subscribe kênh của chúng mình nhé. Với tâm lý khơi lại mạch trận chiến thắng nhờ đánh bại chủ nhà Wolves tuần trước, Arsenal nhập cuộc rất tự tin. Ngay khi trận đấu bắt đầu, các pháo thủ đã dồn lên, vây hãm và khiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội khách. Khắp nơi, pháo đã nổ đi đùng, tạo ra bầu không khí rất đúng chất của Arsenal. Trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Arteta thực hiện thế trận đúng kiểu hãm doanh lừng danh khi kiểm soát bóng lên tới 82%, để đội khách vào góc võ đài chịu trận với những đòn ra công liên tục. Phút 13, trung phong Lacazette đưa được bóng vào lưới của đội khách, nhưng trọng tài biên rồi va đều xác định tiền đạo người Pháp đã viền vị. Dù bàn thắng không được công nhận một cách đáng tiếc, nhưng tình huống đó chỉ ra rằng các đường lên bóng, các pha phối hợp của Arsenal đi đúng hướng và bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 19, tới lượt Saka ngã ra trong vòng cấm địa, nhưng các trọng tài rồi va lại không cho đó là một quả phạt đền. Phải nói rằng trọng tài Jonathan Moss trận này khá dễ tính với đội khách. Trong một vài tình huống mà các cầu thủ Arsenal ra hiệu cầu thủ đối khách đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Những phút còn lại của hiệp 1, Arsenal không ngừng gia tăng sức ép lên hàng thủ áo vàng. Hàng công của Arsenal tha hồ thủ sức từ mọi phương án tạt cánh, phối hợp trung lộ và sút xa. Nhưng Brentford trong màu áo vàng đã quyết tâm vàng hóa khu vực cấm địa để các cơ hội của pháo thủ trôi qua. Arsenal tung ra tới 16 cú sút trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn khi có cả khối vàng ròng chắn trước cầu môn của đội khách. Có số 16 lần dứt điểm bất thành trong hiệp 1 với chỉ 2 lần trúng cầu môn. Những thống kê này khiến người ta nhớ Chelsea vào năm 2019. Khi đó thì The Blue sút 17 lần trong hiệp 1 trận đấu gặp Brighton và hiệu quả cũng là con số 0. Nhưng hiệp 2, cổ động viên Arsenal được chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác. Khi Brentford còn chưa định hình được hàng thủ, Arsenal đã tổ chức tấn công trực diện, đánh thẳng vào khe giữa của các hậu vệ Brentford vẫn chưa được tạo thành chất keo sau giờ nghỉ. Phút 48 thì Smith Rowe sau khi nhận được chuyền dài của Alexandre Lacazette đã mạnh dạn dẫn bóng vào khu vực cấm địa, vặn sườn hai cầu thủ đội khách rồi đặt lòng chân phải thành bàn. Smith Rowe đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng khoác lên mình chiếc áo số 10 của Arsenal. Anh hoàn toàn xứng đáng nhận điểm 10 ở trận này. Đây là bàn thắng thứ 10 trên mọi đấu trường mùa này của Smith Rowe, giúp cầu thủ 21 tuổi này trở thành tiền vệ đầu tiên ghi 10 bàn trở lên cho Arsenal sau Aaron Ramsey thực hiện ở mùa giải 2017-2018. Thậm chí thì nhiều người sẽ tin rằng Smith Rowe sẽ sớm trở thành biểu tượng mới của câu lạc bộ như là Cesc Fabregas. Cần nhớ rằng phải sau 12 năm, các anh em pháo thủ mới được chứng kiến một cầu thủ từ học viện Arsenal cán mốc 10 bàn kể từ Cesc Fabregas tại mùa giải 2009-2010. Riêng tại Premier League mùa này, Smith Rowe đã có 9 bàn dù mới đá chính 15 trận. Thành tích này ngang bằng hai kỷ lục của Ronaldo và Jamie Vardy và chỉ xếp sau Mohamed Salah, Diogo Jota và Raheem Sterling. Cũng nhờ pha xử lý hoàn hảo của Smith Rowe, đàn anh Lacazette cũng được thơm lây khi mà được công kiến tạo. Tiền đạo người Pháp đã có 5 lần kiến tạo thành bàn và trở thành chân truyền số 1 của Arsenal tại Premier League mùa này. Điều đáng nói là cả 5 kiến tạo đều tới trong 7 trận gần nhất. Nếu Lacazette lừa ghi bàn, mới có 3 bàn từ đầu mùa và tịt ngòi từ đầu năm, thì việc kiến tạo thường xuyên cũng coi như là lấy công chuộc tội. Tạm rời xa các con số thống kê để quay lại với trận đấu, thì bàn thắng trúng mục tiêu của Smith Rowe ngay đầu hiệp 2 đã có tác dụng giải tỏa tâm lý rất lớn sau khi các pháo thủ đã bắn đạn ở trong hiệp 1 mà không làm đội khách gục ngã được. Bàn thắng giúp Arsenal chơi hưng phấn trong khi đội khách lại lộ ra nhiều khoảng trống do phải dâng cao đội hình. Đáng tiếc là các cổ động viên pháo thủ phải nhiều lần bùng hụt trước hàng loạt các cơ hội đổ lỡ. Tình huống phải kêu lên trời ơi nhiều nhất là vào phút 77. Martin Odegaard tận dụng hàng thủ Brentford mắc lỗi để băng xuống đối mặt với thủ môn. Cú đá của tiền vệ người Na Uy không thể thắng được thủ môn. Nicolas Pepe đã băng vào nhưng cũng không thể mang về bàn thắng thứ hai, tạo ra sự an toàn cho chủ nhà. Rất may là chỉ 2 phút sau, từ một đợt phản công nhanh,
Thomas Partey đã truyền xuống cho Bukayo Saka, bất thần tung ra cú đá chân trái vào góc xa. Bóng đập cột bật vào lưới. Đội hình của Brentford đã dâng quá cao và không kịp lùi về để chống đỡ pha phản công sắc lẹm này của đội chủ nhà. Chúng ta đã dành nhiều lời khen ngợi cho Smith Rowe trong bàn thắng mở tỷ số, thì cũng không thể quên Saka trong bàn thắng thứ hai. Saka hiện tại đã tham gia trực tiếp vào 7 bàn thắng trong 8 trận gần nhất tại Premier League, 2 kiến tạo và 5 bàn thắng. Con số đó nhiều hơn số bàn thắng của anh trong cả mùa giải 2020-2021 và 2019-2020 cộng lại, 6 bàn. Đồng thời, đó là bàn thắng thứ 601 của Arsenal ở ngoại hạng Anh trên sân nhà Emirates. Qua 297 trận, chỉ Man United trên sân Old Trafford 283 trận và Man City trên sân Etihad 290 trận đạt cột mốc bàn thắng kể trên với số trận ít hơn Arsenal. Và cần chú ý là Saka mới 20 tuổi, Smith Rowe người mới 21 tuổi, đôi cánh của Arsenal còn rất trẻ. Sức trẻ của họ còn sẽ giúp Arsenal chinh phục nhiều hơn cột mốc trong tương lai nữa. Nhưng trước hết, hai bàn thắng đó giúp Arsenal có chiến thắng 2-1. Cho dù nỗ lực muộn màng giúp Brentford có bàn rút ngắn tỷ số ở những phút 90+3, nhưng không thể ngăn cản pháo thủ của chiến thắng được. Đây là chiến thắng xứng đáng và áp đảo. Nếu quay lại để nhìn các thông số, Arsenal kiểm soát bóng 67%, nhiều gấp đôi đối thủ. Số lần chuyền bóng của pháo thủ là 563 lần, cũng gấp đôi đối thủ. Số lần dứt điểm của Arsenal là 24 lần, nhiều gấp 4 lần so với đối phương. Và số lần dứt điểm trúng cầu môn là 8, cũng gấp 4 lần. Nên việc chỉ ghi bàn gấp đôi đối thủ vẫn còn là hơi ít. Đặc biệt, các anh em đánh bắt xa bờ, đặt vào cửa phạt góc, phải tung hô pháo thủ vạn tuế khi cả 14 quả phạt góc trong trận đấu thuộc về Arsenal. Với 3 điểm có được từ chiến thắng trước Brentford, Arsenal đã tích lũy được 42 điểm sau 23 trận. Top 4 trở nên rất gần khi MU xếp thứ 4, nhưng chỉ hơn chúng ta 1 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 2 trận. Một đối thủ khác cạnh tranh với Arsenal ở vị trí trong top 4 là West Ham vòng này cũng không thể bứt lên khi mà bị Newcastle cầm chân với tỷ số 1-1. Lúc này, West Ham đang có 42 điểm nhưng chơi nhiều hơn tới 3 trận. Ở lượt trận tiếp theo, ngày 25 tháng 2, Arsenal tiếp tục được chơi trên sân nhà gặp Wolves. Mọi thứ đang ủng hộ đội bóng của Arteta quay trở lại với đấu trường Premier League. Nhưng huấn luyện viên Arteta thì vẫn rất thận trọng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Vẫn còn 15 trận phía trước, chúng tôi biết sẽ còn thêm nhiều điểm trong các trận cạnh tranh đó và chúng tôi còn rất xa mục tiêu. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, rất khó để giành chiến thắng trong các trận đấu tại giải đấu này và chúng tôi phải tập trung vào ngày mai." "Vâng, ngày mai chúng tôi phải quay trở lại để tập luyện tốt, xem lại trận đấu và chuẩn bị tích cực trước trận gặp Wolves."